Cha chúng con thành kính đảnh lễ, tri ân đại đức Đại Đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong ông bài pháp cú kinh số 88. Nhật Quỳnh kính cảm ơn dịch Trần Đạo Dịch Thi Na của tu nữ Tệ Duyên Vinh Vách Thanh Na Cẩm Vân và Rạng Đông đã hoan hỷ ông bài pháp cú kinh số 18. Dạ bây giờ thì đã đến giờ học bài mới câu pháp cú kinh 89. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức minh mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nhĩ ơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhắm phương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy trinh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng viên sự ý nghĩa câu pháp của kinh số 89. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ sa thú lành thay con thanh sư ạ. Dạ, sa thú lành thai, kính tri ân cô Nhật Quỳnh. Dạ, kính tri ân quý vị đã cho biết là nghe rõ. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia, con thành kính đảnh lễ Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Bảo Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Pháp Cú với đề tài là câu kệ Pháp Cú số 89. Dạ, đúng rồi, 89. Trong câu kệ này chúng ta cũng học ba phần như các buổi do chúng tôi đảm trách. Đầu tiên chúng ta học về từ vựng. Thứ hai chúng ta học về duyên sự. Và thứ ba là chúng ta sẽ học về ý nghĩa của câu kệ. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ. Ye sang sambo thi yang ge su. Ye sang sambo thi yang ge su. Đoạn thứ 2. Samma cittang suffa vittang. Samma cittang suffa vittang. Đoạn thứ 3. Ada na
Timisakke Adanapatit Adanapatinisakke Adanapatinisakke. Đoạn thứ tư Anupadaya Yerata Anupadaya Yerata. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Ủa còn thêm đoạn nữa. À dạ dạ vậy là 6 đoạn đó dạ. Đoạn thứ 5. Khena sawa chuti manto. Khena sawa chuti manto. Dạ đoạn thứ 6 đoạn cuối cùng. Teloke parinip buta. Teloke parinip buta. Dạ bây giờ chúng ta cùng nhau nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên dê săn, đây là một quan hệ đại danh từ. Giá mà chia theo cách thứ 6 số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là dê săn. Là của người nào? Của ai? Của người à, của những ai? Của những người nào? Số nhiều. Từ thứ hai sambo thi dân ghe su à. Từ thứ hai này là một hợp từ chúng ta tách ra sambo thí giá cộng với là ăn gá e su là chia theo cách thứ 7 số nhiều thành ra nó gọi là e su chứ còn nguyên ngữ của nó đó là sambo thí dân gá tức là sambo thí giá cộng với là ăn gá. Sambo thí giá là sự giác ngộ, còn ăn gá đó là chi phần. Nhưng mà xin thưa quý vị đó là cái từ này đó thường đó mình không có tách. Yeah, chúng tôi xin lỗi quý vị. Từ này thường đó thì không có tách và dịch nguyên sambo thí dân gá là giác chi. Sambo thi ga là giác chi. Rồi đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên samma là chân chánh đúng đắn. Ba từ này đều chia theo chủ cách hết đấy, xin thưa quý vị. Từ samma là nữ tính thành ra nó có cái hình thức là a. Samma chia theo chủ cách số ít. Từ thứ hai chích tăng chích tá là trung tính thành ra đó là chia theo ăn. Từ thứ ba xuất pha quý tăng cũng là trung tính thành ra đó chủ cách số ít thành ra chia là ăn. Các ba từ này đều chia theo chủ cách số ít hết. Samma là chân chánh đúng đắn, chích tăng là tâm, su pha quý tăng. Su pha quý tăng đây là một hợp từ chúng ta tách ra su cộng với là pha quý tăng. Su là khéo léo, thiện. Pha quý tá. Pha quý tá đây là một quá khứ phân từ của động từ. Pha quá tí. Và có cái danh từ là pha quá na. Là tu tiến xin thưa quý vị. Thành ra ra cái hợp từ su pha quý tăng đó là đã khéo được tu hay là đã khéo được huấn luyện.
Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Xuất pha quý tăng đã khéo được tu. Đoạn thứ ba chúng ta thấy chỉ có một từ, nhưng mà đây đó là một hạt từ chúng ta tách ra. Adana cộng với là Patinisakhe. Adana có nghĩa là sự dính mắc, sự bám víu. Chữ Adana này đó là họ hàng, mà cũng có thể nói đó là đồng nghĩa với chữ Tanha. Rồi cái từ Patinisakhe là Patinisakha. Patinisakha mà chia thành thứ bảy. Thành ra nó có cái hình thức là chia theo các thứ bảy số ít. Adana sự dính mắc hay là sự bám víu, còn Patinisakha là sự xả bỏ hay là sự từ bỏ. Patinisakha này đó nó cũng đồng nghĩa với cái nó đồng thôi hay xin thú vị chứ không có giống hoàn toàn ha, với cái từ là Patichaga. Mà Patichaga thì người ta dịch đó là xả thí, còn Patinisakha thì dịch đó là xả bỏ, từ bỏ. Rồi bước sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên Anupadaya. Anupadaya đây là một cái động từ bất biến hay là bất biến quá khứ phân từ. Bất biến quá khứ phân từ từ cái động từ upadiyati. Bất biến quá khứ phân từ đó thì thường mình dịch đó là sau, sau khi hay là sau khi đã xong. Anupadaya thì đây là một cái hợp từ, chúng ta tách ra na cộng với là upadaya. Na là không, upadaya là thủ, là giữ, là ôm. Thành ra đó là na upadaya thì là không ôm, không giữ, không có thủ. Mình gọi là không còn chấp thủ. Từ thứ hai dê, đây là một quan hệ đại danh từ. Giá chia theo chủ cách ngôi thứ nhất số nhiều. Từ thứ hai rata. Rata là rata, mà chia theo chủ cách số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là a. Rata có nghĩa là sự quan hỷ nè, sự vui thích nè, sự thỏa thích nè, sự mãn nguyện. Mà số nhiều thì mình thêm chữ nhẫn vô. Chữ dê là quan hệ đại danh từ, ngôi thứ nhất số nhiều là những ai, những người nào. Rồi, chúng ta bước sang đoạn thứ năm.
lần thứ năm. Đoạn thứ năm chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên khi na sắc qua, đây là một hợp từ chúng ta tách ra. Khi na cộng với là a sắc quá. A sắc quá. A sắc quá mà chia theo chủ cách số nhiều. Tức là chia theo ngôi thứ nhất số nhiều. Xin lỗi quý vị. Động từ đó thì mới chia theo ngôi. Ha. Còn này là danh từ. Thành ra là chia theo chủ cách số nhiều. O A đối với danh từ nam tính vị ngữ A. Chủ cách số ít thì là O, mà chủ cách số nhiều đó thì là A. Khi na là cô, A xấu quá là lậu. Khi na xấu quá, mình dịch ra là bậc lậu tận. Khi na xấu qua là những bậc lậu tận. Rồi từ thứ hai, chú tí man tô. Chú tí man tô là chú tí man tú. Man tú có cái cách giống với là quan tú. Đây là hai tiếp vị ngữ hình thành nên danh tính từ. Cho nên nó có cái bảng chia riêng. Này quý vị học Bali rồi quý vị sẽ thấy. Chú tí man tô. Thì man tú mà chia thành man tô đó là theo chủ cách số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là mâm tu. Thì chú tí đó có nghĩa đó là ánh sáng ha, mà chú tí mâm tu thành lập nên thành danh tính từ, và đây chỉ cho người, là người có sự chói sáng hay là những người có sự chói sáng, là những người sáng chói, nổi bật. Rồi đoạn cuối cùng. Đoạn cuối cùng chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên T, đây là một đại từ, kêu là chỉ định đại danh từ. T là chữ táo, chia theo chủ cách ngôi thứ ba số nhiều. Số ít thì số, mà số nhiều đó thì t. Mình dịch đó là những người ấy, những vị ấy. Lô kê là lô kê là lô cá, chia theo cách thứ bảy số ít. Lô cá là đời tỏi. Từ thứ ba, parinibbuta. Đây là một cái quá khứ phân từ của động từ parinipputi. Thì từ này đó mình tách ra nè, pari cộng với là nipputa. Pari là hoàn toàn hết thảy, nipputa đó là tịch tịnh, thiên tịch. Thành ra parinipputa đó, nếu mà mình dịch cho nó chuẩn luôn đó, là viên tịch hoàn toàn. Mà đây quá khứ văn từ, thành ra mình dịch ra là đã viên tịch hoàn toàn. Và trong trường hợp này đó thì parinibbuta ở đây đó chỉ cho người, người đã viên tịch hoàn toàn. Mà đây là số nhiều, thành ra mình dịch ra là những người đã viên tịch hoàn toàn. Rồi bây giờ chúng ta mới dịch văn xuôi nè. Văn xuôi đó thì văn kệ này chúng ta phải đảo lại cho nó phù hợp với văn xuôi để chúng ta dịch. Samma chích tăng xuất pha quy tăng là tâm được khéo tu tập một cách chân chánh. Dê săn của người nào? Sambo thí dân ghê su trong các giác chi.
trong các giác chi. Rồi cái anupadaya, còn dê, những người nào anupadaya, những người nào anupadaya, sau khi xả bỏ hay là từ bỏ adana pati nisak ghê sắc ghê, là sau khi từ bỏ nè, trong sự xả bỏ các vướng mắc hay là các sự bám víu. Rata là đã thỏa thích, hay mình có thể dịch đó là trở thành người thỏa thích, người thỏa mãn. T, những người ấy khi na sa qua là những người lậu tận, chú tí măng tô là những người sáng chói hay là những người nổi trội đó. Parinibbuta là những người tịch tịnh hoàn toàn, lô kê trong đời. Đó, mình dịch văn xuôi là như vậy đó, xin thưa quý vị. Dịch văn xuôi là mình cũng phải theo chủ cách rồi là gì đó, bất biến quá khứ phân từ vân vân, theo cái công thức quy tắc của nó rồi mình dịch nó vậy đó. Bà con chúng ta ai mà giỏi về văn chương tí đó thì chúng ta có thể gọt giũa lại cho câu cú nghe nó hay. Cho còn mà văn xuôi dịch theo bài bản, theo cái quy tắc nó là như vậy. Kính tri ân cô Ái Minh, xin lỗi cô Nhật Quỳnh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 89. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức, xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Ồ, sao nó hình như nó bị đứng ngắt rồi hả quý vị? Arahang Samma Sambuddho Phakkhawa Buddhang Phakkhavantang Abhivadami Svakkhato Phakkhavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Phakkhavato Savakkasangho Sangham Namami Namathuratanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo. Một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại rung Pháp Cú Kinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học câu kệ Pháp Cú số 89. Câu kệ này cùng với hai câu kệ trước đó là câu kệ Pháp Cú số 87 và 88. Ba câu kệ này có cùng một duyên sự.
Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chi Tấu Á Ná đề cập đến 500 vị tỳ kheo. Một lần nọ có 500 vị tỳ kheo đã an cư kiết hạ ở xứ Cô Sa Lát. Sau khi mãn mùa an cư kiết hạ, các vị tỳ kheo này đã trở về Chi Tấu Á Ná để yết kiến Đức Thế Tôn. Đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi các vị đó, ngồi xuống chỗ cần ngồi để mong nhận được sự chỉ bảo giáo giới từ nơi Đức Thế Tôn. Thì xin thưa quý vị đó, thường hồi cái thời mà Đức Thế Tôn còn tại tiền đó, thì chư Tăng sau khi thọ đề mục từ nơi Đức Thế Tôn, tức là đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi Đức Thế Tôn Ngài dạy cho một cái đề pháp phù hợp, rồi Ngài chỉ đi đến vùng này, đi đến vùng kia, đi đến xứ nọ, đi đến xứ kia để hành sa môn pháp. Sau một khoảng thời gian sa môn pháp, có thể đó là trong mùa hạ hoặc là không phải là mùa hạ. Thì nếu mà trong mùa hạ đó thì là hết 3 tháng hạ, các vị tỳ kheo sẽ quay trở về nơi Đức Thế Tôn đang ngủ đó để trình lại quá trình mà mình đã thực hành, qua đó đó để Đức Thế Tôn Ngài nhận ra được cái khiếm khuyết rồi Ngài chỉ bày cho, nhờ đó đó mà bổ túc, rồi các vị đó sẽ thành tựu được cứu cánh đời sống tu hành của mình. Còn nếu như đó mà không phải là mùa hạ, thì các vị đó đó đi đến một cái chỗ nào đó rồi thực hành sa môn pháp qua lời dạy của Đức Thế Tôn, thực hành nếu mà gặp chướng ngại đó thì cũng quay về gặp Đức Thế Tôn để Đức Thế Tôn Ngài gỡ rối cho, Ngài chỉ điểm cho. Còn nếu như đó mà không có gặp trở ngại mà đi một lèo tới nơi tới chốn luôn, tức là thành tựu cứu cánh đời sống phàm hạnh, thì cũng về mét lại với Đức Thế Tôn, nói bạch Ngài, con đã làm xong phận sự, đại loại là như vậy. Thì những vị mà chưa có thành tựu được cứu cánh đời sống tu hành, gặp trở ngại thì gặp Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn Ngài sẽ chỉ điểm cho. Còn những vị mà đã thành tựu được cứu cánh đời sống tu hành thì Đức Thế Tôn Ngài lấy các cái vị này nè, Ngài nói lên để làm gương cho những người có thể nghe được. Từ đó đó mà những người có thể nghe được đó, đó lấy các cái vị đã thành tựu cứu cánh đời sống tu hành này nè làm gương để mà bắt chước nói theo. Thì chúng ta hiểu 500 vị tỳ kheo này về trình bày Đức Thế Tôn đó, về đảnh lễ, về gặp Đức Thế Tôn đó, cũng dựa trên những cái ý nghĩa mà chúng tôi mới vừa trình bày cho quý vị đó. Thì thành ra đó là khi gặp Đức Thế Tôn thì 500 vị tỳ kheo này trình bày những cái vướng mắc nè, rồi những cái thành tựu của mình trong thời gian 3 tháng mùa mưa đó. Thì khi nghe 500 vị tỳ kheo này trình bày xong, thì xin thưa quý vị, Đức Thế Tôn này chúng ta hiểu rồi, là Ngài có cái sự hiểu biết về căn cơ cá tính trình độ của chúng sinh, biết được đó là ai bị cái khiếm khuyết gì, ai đó thì là có những cái đức hạnh nào nổi trội. Nương theo đó đó Ngài gợi ý cái khuyết điểm đó người ta bổ túc, hoặc là Ngài gợi ý cái đức hạnh nổi trội đó đó để người ta phát triển, thì từ cái chỗ đó người ta sẽ thành tựu được cứu cánh đời sống tu hành của mình. Và sau khi nghe 500 vị tỳ kheo này trình bày xong, Ngài thuyết lên một loạt 3 câu kệ. Thì xin thưa quý vị đó, 3 câu kệ này là mình hiểu đây là cái gì.
là ba đề tài. Ba đề tài, ba đề tài tức là ba cái gợi mở. Để qua mỗi một cái gợi mở hay là một cái đề tài, một cái chủ đề đó đó, một nhóm người hoặc là một số 500 vị này nè thích hợp tương ứng đó, thì sẽ ngộ ra được chân lý, sẽ nếm được hương vị pháp. Như vậy thì ba câu kệ này đó mình hiểu là ba cái đề pháp cho ba nhóm của 500 vị tỳ kheo đó. Và chúng ta đã học hai câu kệ đầu rồi, là câu kệ 87, câu kệ 88. Hôm nay chúng ta sẽ học sang câu kệ 89. Đức Thế Tôn ngài thuyết: Ye sang sambo thi yang ge su samma chit tang su pha vi tang adana patinis sat ge anupadaya ye rata khi na sa wa chuti manto. Sau khi ngài thuyết dứt ba câu kệ này, thì xin thưa quý vị, các cái vị tỳ kheo, 500 vị tỳ kheo đó, đã thành tựu, đã ngộ ra được chân lý, đã nếm được hương vị của pháp, tức là chứng đắc được đạo quả tu đạo quả. Thì chúng ta cũng hiểu là sở dĩ mà các cái vị này chỉ chứng đắc được đạo quả tu đạo quần thôi, điều đó có nghĩa rằng là cái sự huân tu của các vị này nè, theo quý vị là nhiều hay ít? Ít. Tức là mình mà nói theo ba la mật đó, thì các cái vị này đã huân tu ba la mật liên quan tới ba cái đề này nè, tức là ba cái câu kệ này đó, còn ít quá, chưa có sung mãn lắm, thì thành ra đó là sau khi được Đức Thế Tôn ngài gợi ý, tức là sau khi được Đức Thế Tôn ngài thuyết cho nghe ba cái câu kệ này đó, thì các vị đó, đó chỉ chứng đắc được đạo quả tu đà quần thôi, chứ không có chứng đắc được đạo quả cao hơn nữa. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu đó ha, là vì dựa trên cái khả năng huân tu tu tập của mỗi chúng sinh khác khác nhau đó, thành ra đó là nhận được kết quả cũng khác khác nhau. Do đó mà chúng ta thấy có nhiều cái duyên sự đó, hay là nhiều câu kệ mà Đức Thế Tôn ngài thuyết xong đó, thì là các cái vị đối tượng được nghe đó đó đi một lèo lên tới A-la-hán luôn. Thì đó là liên quan tới cái việc su pha quy tăng, tức là gì, mình đã có khéo tu tập ở quá khứ nhiều chưa hay là ít ít thôi. Nếu mà ít thôi đó, thì mình sẽ chứng được các cái tầng thánh thấp thấp, còn mà nhiều nè, sung mãn đó, thì mình mới chứng được các cái tầng thánh cao, đạt đến được cứu cánh đời sống. Vậy thì xin thưa quý vị, cái câu kệ số 3 mà mình học đây nè, là cái đề tài thứ 3 cho 500 vị tỳ kheo này. Mà 500 vị tỳ kheo này thì mình hiểu đó là một nhóm thôi, chứ không phải là hết thảy 500. 500 này đã chia thành 3 nhóm để phù hợp với 3 cái chủ đề. Chúng ta đã cùng nhau nghiên cứu hai chủ đề trước qua sự trình bày của các vị giảng sư trước. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu đến cái chủ đề thứ ba để tìm hiểu nữa, tại làm sao qua cái chủ đề thứ ba này mà các cái vị tỳ kheo đó có thể nếm được hương vị pháp. Qua đó đó, cái mình mới suy xét lại cái bản thân của mình nè, xem coi tại sao mình cũng nghe cái chủ đề này nhưng mà mình chưa có nếm được hương vị pháp, mình chưa có ngộ ra được cái điều gì. Thì từ cái chỗ đó đó, cái bắt đầu đó là mình mới siêng năng nỗ lực để mà phát triển cái cách tu,
Thì cái cách tu ở trong cái câu thứ ba này đó, đó là Samma cittang suppa vi tăng à Sambo thi dân ghê su samma cittang suppa vi tăng. Đây là cái cách tu ở cái chủ đề thứ ba này. Đó là tâm ha, khéo được tu tập một cách đúng đắn trong Sambo thi dân ghê su các giác chi. Các giác chi ở đây đó là thân giác chi. Vậy thì bà con chúng ta ở đây nè, mình biết về bảy giác chi không? Rồi mình trong đời sống hiện tại này nè, chứ còn quá khứ thì dĩ nhiên là mình không biết được rồi. Trong đời sống hiện tại này nè, có khi nào mình an trú tâm của mình ở trong bảy giác chi này không? Nếu mà có thì có như thế nào? Thường thường hay là lâu lâu mới một lần? Thì từ cái chỗ đó đó mình sẽ suy ra được, nếu mà mình có an trú cái tâm của mình ở trong bảy giác chi đó thường, thì lúc đó đó nghe lại cái đề tài này thì mình mới có cái khả năng nếm được hương vị pháp. Còn nếu mà lâu lâu mình mới an trú cái tâm của mình ở trong bảy giác chi này, hoặc là mình cũng chưa có hiểu hết bảy giác chi này nữa, thì xin thưa với quý vị đó là lúc đó đó mình chỉ mới tập thôi. Nói theo ngài Liễu Tông đó, thì là mình đang còn ở đâu những cái con hẻm hẻm rồi gì đó, và mình tập để đi ra đại lộ thôi, chứ còn mình chưa có đi trên đại lộ. Thì như vậy có nghĩa là gì? Từ bây giờ trở về sau, mình ráng cố gắng an trú cái tâm của mình, tức là mình tập tu về bảy giác chi này nữa, thì để từ đây về cuối đời, hy vọng đó là năm bảy năm hay là dài ba chục năm hay là năm ba chục năm gì đó, thì mình có thể thành tựu được. Và nếu không thì các đời sau kiếp khác, đây là vì mình có huân tu này, mình có tập vậy nữa, thì đời sau kiếp khác đó đó, cái tập này nè nó mới cho ra quả. Xin lỗi quý vị, chúng tôi cũng quên chưa có dịch văn ha. Thì cái câu kệ pháp cú số 89 này được ngài Hòa thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ là những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc sáng chói, sống tịch tịnh ở đời. Còn ngài Hòa thượng Giới Đức thì dịch là khéo thay tu tập giác chi, lành thay chánh hạnh, nhiếp tri bền tâm, người không ô nhiễm dục trần, sống đời sáng chói, niết bàn ở đây. Và có cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa, thì đây là ba cái phần tham khảo để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong câu kệ Bali này ha. Và chúng tôi xin được nói lại, câu kệ Bali này nè là một cái chủ đề, là một cái đề tài tu tập. Và chủ đề đề tài tu tập ở đây chính là Sambo thi dân ghe su samma chất tăng su phà vị tăng, là tâm khéo được tu tập một cách đúng đắn chân chánh trong các giác chi. Từ từ cái chỗ đó, cái tâm của mình này, khéo an trú, xin thưa với quý vị là khéo an trú ha, khéo an trú, khéo trú ở trong bảy giác chi đó đó, và đến độ chân chánh đúng đắn này, hay là đến độ đó nhung nhuyễn mùi mẫn đó, thì mới thành tựu được các cái pháp tính ở đằng sau. Thành thử ra đó là chúng tôi mới hỏi với bà con đó, chứ bà con có an trú cái tâm của mình ở trong bảy giác chi này chưa? Thì trước đó đó chúng tôi có hỏi là
bà con biết về bảy giác chi này không? Hiểu rõ nó, hiểu rõ bảy giác chi này rõ ràng tường tận đến đâu? Từ chỗ đó đó mà an trú ở trong bảy giác chi này như thế nào? Thường thường hay là ít hoặc là không có? Thì từ cái chỗ đó mình mới suy ra là mình có thành tựu được các cái pháp tính đồng sáu sáu hay không. Thì từ cái chỗ đó đó mới đưa đến cái kết quả sau cùng đó là có nếm được hương vị pháp không. Nếu mình xét bản thân của mình, xin thưa quý vị, khi mà mình học pháp đó, đó là mình phải suy quán về chính bản thân của mình đó. Ở trong câu pháp này trình bày các cái pháp tính xấu, các cái pháp tính tốt đó, các cái pháp tính xấu đó mình suy quán lại chính bản thân của mình, xem mình có các cái pháp tính xấu đó hay không. Nếu có, mình hiểu ha, có các cái pháp tính đó tất yếu dẫn đến quả khổ đau. Từ chỗ đó bản thân của mình nè thấy rằng mình không ước muốn, mong muốn phải bị chịu các cái quả khổ đau đó, cho nên gì, tự mình phải từ bỏ các cái pháp tính xấu đó. Trong câu pháp trình bày các cái pháp tính tốt đẹp, các pháp tính tốt đẹp này dẫn đến có quả an vui hạnh phúc, dẫn đến quả cao tột đó là gì, chấm dứt tử sanh luân hồi. Mình thấy rằng mình cũng mong muốn vậy, thì mình phải phát triển các cái pháp tính tốt đẹp này lớn. Và muốn phát triển được hay là muốn từ bỏ được thì buộc lòng gì, xin thưa quý vị, mình cũng phải có cái khả năng soi rọi trong nội tâm của mình nè, bản thân của mình nè, thấy mình cũng có các cái pháp tính xấu đó thì mình mới từ bỏ được. Chứ còn mà mình không có thấy ra nó đó thì thử hỏi bà con chứ làm sao từ bỏ được. Rồi thấy các cái pháp tính đó, đó nó hay, khả năng của mình nè, có thể thực hiện được, làm được thì mình mới thực hiện, mình mới làm theo. Chứ còn nè, mình cũng hiểu pháp tính đó tuyệt vời hay quá, nhưng mà cái khả năng của mình làm được thì thử hỏi bà con chứ làm sao mình làm được. Ví dụ như giờ bà con đang ở nhà nè, có chồng có vợ, sinh hoạt ở trong nhà phải đi lao động nè, rồi là gì, mắt tai mũi lưỡi thân ý đó là phải làm việc liên tục. Các bắt đầu nghe nói đấy là đến là thần thông hay ha, có thể là biến quá, có thể là bay chỗ này chỗ kia. Cái mình cũng muốn phát triển thì theo bà con chứ cái ước muốn đó có thỏa đáng được không, làm sao được. Mình có còn vợ còn chồng rồi, còn con cái gia đình, còn tiếp xúc với xã hội đồ này kia kia nọ, ôi thôi đủ thứ tiếng ồn vậy đó, thì là làm sao để tâm của mình đạt đến cái đỉnh được. Mà không có đạt đến được định, không có đạt đến được ngũ thiền đó, thì là làm sao mình mới luyện được thần thông để mình có thể thành tựu đó, là biến quá này cái nọ. Thì thành ra là cái gì, cái pháp tính đó nó không có phù hợp đối với mình, thì mình không có thực hành theo được. Còn những cái pháp tính mà nó có mình có khả năng hiểu nè, có khả năng đó là ứng dụng, có khả năng thực hiện theo trong đời sống của mình được, thì mình làm theo. Ví dụ như là gì, bố thí, trì giới, những cái này đó là mình có thể làm được. Tu tiến, tu theo kiểu đó là thời khó biểu, mình có thể làm được đó, thì mình thực hiện theo. Thì làm theo như vậy đó, thì xin thưa quý vị, cứ tập từ từ vậy đó. Tập từ từ đến một cái lúc nào đó đó, cái bản thân của mình hoặc là nói cái tâm của mình đó, bắt đầu mới là gì, hoan hỷ thích thú ở trong thiện pháp. Hoan hỷ thích thú ở trong thiện pháp thì lúc đó đó cái tri kiến của mình bắt đầu mới dần dần hiểu nhiều ra, biết nhiều chuyện ra. Hiểu dần ra biết nhiều chuyện ra là như thế nào? Hiểu dần ra biết nhiều chuyện ra đó là hiểu ra rằng cái thân này nè, nếu mà nói cho nó gọn gọn tí đó là có danh và sắc. Rộng rộng ra tí đó là gì, ngũ uẩn. Rộng rộng ra tí nữa đó là 12 xứ. Rộng rộng ra tí nữa đó là 18 giới.
đó là mình càng ngày càng hiểu biết rộng ra vậy, hiểu biết nhiều lên vậy đó. Thì từ cái chỗ đó đó ha, cái bắt đầu là gì, mình hiểu biết nữa đó, cứ hễ khi nào đó còn có cái thân này nè, là tất yếu là gì, vì còn có cái thân là còn có cái lỗ, còn mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, cái thân này nè, đó nó còn có cái thân này đó, thì mình nói nó hơi hẹp, nhưng mà phân tích ra là nó như vậy. Thì cứ còn có con mắt này thì tất yếu là gì, sẽ thú gì, mình bị nhìn cái mình không muốn nhìn. Còn có lỗ tai thì tất yếu là gì, mình sẽ còn bị người ta chê, người ta chửi. Còn có cái lỗ mũi thì là mình phải vẫn còn bị ngửi mùi hôi, mùi thối, vân vân. Và cái đó đó mình không mong muốn chút nào hết, mình không mong muốn chút nào hết. Thì mình không muốn mong muốn chút nào hết vậy đó, thì phải làm sao? Mình không mong muốn cái mặt trái vậy thì là mình cũng đừng có thích thú đắm nhiễm vào cái mặt phải. Tức là gì? Thấy cái gì mà vừa lòng thỏa dạ của mình đó là bắt đầu mình thích thú. Nghe cái gì mà vừa lòng thỏa dạ của mình cái đó là mình thích thú. Mình từ bỏ cái đó đi. Thì muốn từ bỏ vậy đó thì là mình phải làm sao xin thú vậy? Không đơn giản là tự bản thân của mình ngộ ra được đâu, tự bản thân của mình biết được đâu. Mà mình phải nghe pháp nhiều, nghe pháp từ nơi bậc chánh đẳng chánh giác. Pháp đó đó mình đọc từ ở trong kinh sách, pháp đó mình nghe từ các cái vị giảng sư, qua đó đó mình biết được phương pháp cách thức để huấn luyện cái tâm của mình. Từ cái chỗ mà huấn luyện cái tâm của mình đó đó thì bắt đầu đó mình, khi mà nhìn thấy cái gì mà nó thỏa dạ đẹp lòng đó, mình cũng không có đắm nhiễm vô đó. Thấy cái gì đó mà nó chướng tai gai mắt đó, mình cũng không có bực bội tức tối. Thì xin thưa quý vị, để cái tâm của mình đạt được đến cái trạng thái đó, buộc lòng tâm của mình phải có cái chỗ an trú đó. Thì cái câu kệ này dạy cho mình đó là an trú ở trong bảy giác chi. Các giác chi sambo thi dằng ghê su là trong các giác chi chi, thì trong các giác chi ở đây đó là bảy giác chi. Bảy giác chi đó là gì? Là niệm giác chi. Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác chi, xả giác chi. Thì xin thưa quý vị, ở bảy giác chi này, nếu mà nói theo chi pháp này nha, thì niệm giác chi đó là niệm. Niệm tức là cái gì xin thưa quý vị? Là ghi nhớ. Ghi nhớ thôi. Ghi nhớ thôi. Và trạch pháp giác chi, chi pháp là gì? Là trí tuệ, là sự hiểu biết thôi. Cần giác chi, chi pháp là sở hữu cần, tức là sự siêng năng. Hỷ giác chi, chi pháp đó là sở hữu hỷ, là vui vẻ hoan hỷ. Rồi tịnh giác chi đó là sở hữu tịnh, tịnh thân tịnh tâm đó. Đây là nhóm sở hữu tự tha biến hành, sở hữu tịnh hảo tự tha biến hành. Đó là thân tâm đó nhẹ nhàng tinh an. Rồi định giác chi đó, chi pháp đó là sở hữu ekakata, tức là sở hữu nhất tâm đó. Đó, chi pháp là vậy thôi. Còn xả giác chi ở đây đó, chi pháp là gì? Là cái sở hữu hành hành xả, cũng là trong nhóm sở hữu tịnh hảo tự tha biến hành. Thì chi pháp là vậy đó xin thú vị. Nhưng mà ở đây đó chúng ta hiểu nè, khi nói giác chi thì nó có thêm một cái chữ giác chi ở trong đó, thì thành ra niệm giác chi. Thì niệm giác chi là sao? Là cũng cái sự ghi nhớ này thôi nè, mà phải đưa đến cái sự giác ngộ, đưa đến cái sự thấu hiểu được tháp thủ vi đó,
là vô thường, là khổ, là vô ngã. Đó, thấy ra, hiểu ra được vậy đó thì mới được gọi là giác chi, hay là giác ngộ. Đó. Hoặc là gì? Là khi mà mình niệm, mà từ cái chỗ niệm đó đó khiến cho này ha, tham lam sân hận si mê từ từ nó mòn mà bị mất đi. Đó thì lúc đó cái niệm đó mới được gọi là niệm giác chi. Nó có chữ giác chi đó, tôi xin thưa quý vị. À, chứ còn nếu mà không đó thì mình gọi là niệm thôi. À, trạch pháp giác chi cũng vậy. Cái sự hiểu biết phân tích của mình đó, đó qua pháp vũ vi này, mà khiến cho mình thấy được tướng vô thường, khổ vô ngã, hoặc là gì, khiến cho tham lam sân hận si mê ở trong mình, trong mỗi một con người mình giảm đi, dẫn đến không còn. Đó thì lúc đó mới được gọi là trạch pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác chi, xả giác chi cũng vậy. Xin thưa quý vị, và xin thưa với quý vị, bảy giác chi này nè, khi mà mình tu tập đó, tức là mình tu tập theo tuần tự. Đó, ở trong chú giải nói vậy, trong kinh nói vậy đó, theo tuần tự mình thành tựu được niệm giác chi đó, thì trên cơ sở đó mình mới thành tựu được trạch pháp giác chi, dẫn đến thành tựu được cần giác chi, dẫn đến thành tựu được hỷ giác chi, dẫn đến thành tựu được tịnh giác chi, dẫn đến thành tựu được định giác chi, dẫn đến thành tựu được xả giác chi. Giống như đó là mình tu tập bát thánh đạo vậy đó. Mình thành tựu được thánh đạo đầu, thì là cơ sở để mình thành tựu thánh đạo thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bảy giác chi này đó, bà con chúng ta đã nghe nhiều rồi, thì thành ra chúng tôi mới giảng qua vậy. Thì ở đây nè, khi mà bà con nghe vậy đó, thì tự bản thân của mình chiêm nghiệm suy gẫm, thấy xem coi mình, tâm của mình đã có an trú trong bảy giác chi này không. Nếu có thì là an trú được cả hết, hết cả bảy, hay là một vài giác chi, và rồi đó an trú thường hay là không có thường. Nếu như đó mà thấy rằng là mình chưa an trú thì mình phải tập. Còn nếu mà thấy rằng ha, mình có an trú nhưng mà là cái gì, nó ít quá, nó ít quá đó, thì xin thưa quý vị tập nhiều hơn. Xin thưa với quý vị đó, ở trên đời này không có một cái thành tựu nào mà mình không có tập hết ra. Bất kỳ một cái sự thành tựu nào đó đòi hỏi mình cũng phải có một cái quá trình thực hành, thực tập, hành theo thì mình mới có được thành tựu. Mình mà không có hành, mình mà không có tập thì xin thưa là không có thành tựu được. Đó, mình cứ tập từ từ vậy đó xin thưa quý vị. Sợ mình không có tập, mình không có làm theo. Chứ còn mình mà có tập, mình mà có làm theo thì đến một lúc nào đó mình cũng có thể thành tựu. Không có thành tựu được đến tận cùng thì mình cũng thành tựu nhẹ nhẹ, giống như là 500 vị này gặp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài gửi lên cái đề tài an trú tâm của mình trong bảy giác chi này nè, thì lập tức các vị này an trú tâm của họ vào trong bảy giác chi thuần thục và thành tựu cứu cánh. Xin lỗi, thành tựu quả gì tu đâu quên. Đó thì sau khi mà mình an trú, mình tập tâm của mình an trú ở trong các cái giác chi này một cách đúng đắn vậy đó, thì xin thưa quý vị đó, tất yếu dẫn đến vậy nha, từ bỏ dần dần. Từ bỏ dần dần cái gì ạ? Adanapatinisakge, đó là xả bỏ dần dần đi cái sự bám víu. Mà bám víu ở đây đó mình hiểu là gì? Là tham đó. Tham. Thì tham này trước tiên đó là gì? Là từ bỏ dần dần tham gì? Tham tà kiến cái đó nè. Đó là hiểu biết sai về cái bản thân này nè. Thấy cái thân này là tôi, là của tôi, là có một cái chi chi đó, chứ không có thấy ra đó cái thân này là gì, gồm có danh và sắc. Thân này gồm có năm uẩn, thân này là 12 xứ ghép lại,
tầng này là 18 giới ghép lại. Không có hiểu ra vậy. Thì bây giờ nhờ an trú tâm của mình trong bảy giác chi này, dần dần từ bỏ được cái tham tạc kiến đó. Và cao hơn nữa là gì xin thưa quý vị? Từ bỏ tham ngã mãn. Còn nếu mà mình nói theo kiểu khác là từ bỏ gì? Tham dục, từ bỏ tham sắc, từ bỏ tham vô sắc. Đó, còn nếu mà mình nói theo thông thường nữa ha, là từ bỏ dần dần sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Còn nếu mà nói theo người tu đó là gì? Tập từ bỏ dần dần gì? Lợi đắc, danh vọng, cung kính. Đó, từ bỏ từ từ vậy. Những cái thứ này đó mà có từ bỏ, có giảm đó, thì điều đó có nghĩa đó là gì? Là mình có Sambo thi dân ghe su samma chích tăng su pha quỷ thăng. Tức là cái tâm của mình đó có khéo được tu tập, thì thành ra đó dẫn đến ba cái chấp thủ này, từ bỏ từ từ vậy. Thì khi mà mình từ bỏ được một chút, xin thú vị, hoàn hỷ vô cùng, thích thú vô cùng. Quý vị nội ha, cái diện này thôi ha. Trong cái thời buổi Covid rất là khó khăn vậy ha, ai cũng gì đó cần chi tiêu, mà mình hiểu rằng này ha, mình cần chi tiêu ha, nhưng mà mình cũng có dư chút chút. Cái bắt đầu cái mình xả bỏ cái chút chút đó ra, mình giúp đỡ người ta, xin thưa quý vị. Thì cái tâm của mình xả bỏ được cái chút chút đó thôi, làm được vậy đó thì là mình cũng đã quan nghĩ lắm, vui lắm rồi đấy xin thưa quý vị. Không biết quý vị có chiêm nghiệm, có thấy ra vậy không? Chứ bản thân của chúng tôi đó, trong cái mùa dịch này đó, thì từ cái lúc mà ở đây bị phong tỏa, tức là mấy tháng trời rồi, là Phật tử không có đến được, thành ra không có ai cúng quả gì cả. Thì chư tăng chỉ trưa qua chùa, đem bát qua chùa lấy cơm rồi về đây ăn. Bắt đầu đó là gì, tự rửa chén bát đĩa này kia kia nọ. Thì một lần chúng tôi thấy nước rửa chén hết, chư tăng cũng cần phải có Lifebuoy diệt khuẩn để bảo đảm sự an toàn cái việc chống dịch đấy, sao tôi vậy hết. Mà mình cũng đâu có được người ta cúng dường nhiều đâu. Đó. Rồi cái mùa dịch này đó là mình cũng phải thủ cho mình mớ nữa. Sợ có gì đó thì cũng nguy to. Cái chúng tôi thấy ở dẫu gì nữa mình cũng có. Mà chư tăng người đang cần có cái nhu cầu này thì bắt đầu là mình xả bỏ ra. Dùng cái tịnh tài mà bà con chư Phật tử cúng đó, làm vật ngang giá, đem đi đổi nước rửa chén, Lifebuoy diệt khuẩn về cúng dường chư tăng. Thế mình làm được vậy đó, cái việc nhỏ nhỏ thôi sư thưa quý vị, thì trong tâm cũng đã quan nghĩ rồi, cũng đã có được một cái sự thích thú đối với thiền sự mình làm rồi. Cái nhỏ nhỏ vậy thôi đấy sư thưa quý vị. Khi mà mình hiểu rõ ràng rành mạch đó, thì mình đã có được một cái sự quan hỷ thỏa thích thoải mái vậy. Huống chi nữa đó, là mình từ bỏ đến những cái to to hơn. Giống như đó là Bồ Tát từ bỏ luôn cái gì? Ngai vàng, điện ngọc. Từ bỏ luôn là gì? Ngũ thiền, bát thiền. Đó thì cái sự thỏa thích đó, quan hỷ nó còn mạnh dương nào nữa. À, thì từ cái chỗ đó đó mới là động lực thúc đẩy khiến cho gì đó từ bỏ hoàn toàn được các lậu hoặc. Và thử hỏi bà con chứ ha, khi mà từ bỏ hết các lậu hoặc thì có phải là người đó nổi trội hơn những người khác ở trong cái cuộc đời này không? Nổi đó ha, mà mình giúp đỡ được người ta đó, thì mình đã thấy đó là mình nổi trội hơn những người không có khả năng giúp đỡ hoặc là có khả năng mà không làm rồi đó. Thì huống nữa đó là một người nữa đoạn tận được hết tất cả các lậu hoặc, từ đó sở hành hành vi lối sống của người đó đó sống vì thiên hạ, thì nổi trội dữ dữ lắm, sáng chói dữ dữ lắm. Và cái câu kệ này đó xin thưa quý vị, Đức Thế Tôn ngài thuyết đến cái cao tột, đó là
Tê lô kê Pariniputta tức là gì? Viên tịch hoàn toàn trong đời này. Tức có nghĩa là gì? Là vô dư y niết bàn thì mới là viên tịch hoàn toàn. Nhưng mà khi nãy chúng tôi nói với quý vị đó là 500 vị tỳ kheo này nè, cái mức độ huân tu, tức là cái tâm khéo tu tập của các cái vị này đó có giới hạn, có chừng mực. Thì thành ra đó là các vị này chỉ chứng được đến đạo quả Tu Đà Hoàn thôi. Ước mong chúng ta nếu mà thành tựu được cái gì đó đó thì tốt, còn không thì cũng là gì, là nhân lành, là duyên lành, để đời sau kiếp khác khi gặp Phật hay là gặp Tăng mà thuyết những cái đề tài tương ứng vậy nè, thì chúng ta có thể thành tựu được những cái gì cần thành tựu trong đời sống tu hành của mình. Ước mong phước báo và chư thiên hộ trì cho toàn thể chúng ta, hộ trì cho tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài đều được tiến qua an vui. Nam mô Bụt Thầy.